chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục quay cái lô đất thuộc xã Suối Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với tổng diện tích của nó là 268. Có hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường nhựa như clip em đang quay đây và một mặt tiền đường đất. Lô đất này mặt tiền đường nhựa được 75m và mặt tiền bên hông được khoảng tầm 30m nha. Thì lô đất của mình đây, đó, cái ranh từ ngay chỗ này chạy thẳng cái mặt tiền đường nhựa kia và một mặt tiền đường đất thì xíu nữa em sẽ quay cho quý anh chị xem. Và ở trước cái lô đất này có sẵn một cái view suối, một cái đường kinh rất là đẹp luôn. Đây là cái con kinh của nó nè. Đây là đất của mình. Đó, mặt tiền đường này được 75m, rất là đẹp. Đây là cái mặt tiền nhựa nè, nhựa bóng nè. Trên đất hiện tại là đang trồng tiêu và một ít mít, đu đủ, xoài, vân vân. Bảy mươi lăm mét mặt tiền đường. Bên kia thì người ta đang làm một cái view. Đó, người ta đang san lấp để làm. Đây là mặt tiền bên hông này. Đường này cũng là đường thông luôn. Và đường bên này cũng là đường thông. Cái đường ngay trước mặt quý anh chị đang thấy đây, nếu mà quý anh chị rẽ trái thì đi về cái đường Xuân Sơn Đá Bạc, đi ra nhà thờ Xuân Trường. Còn cái đường này đi ra thôn Ba Suối Rau, ra ủy ban, trường học. Và đi ra cái đường Phước Tân Hội Bài nha. Để em vào trong em quay cái lô đất này cho quý anh chị xem luôn. Đất của mình nè. Bên hông của mình thì có suối chảy nữa nha quý anh chị. Suối chảy rất là xiết và rất là mạnh. Đấy, đất trồng tiêu nè. Đó, trên đất thì có hệ thống tưới tự động. Này, suối của nó chảy nè.